Chào cô chú anh chị và các bạn, cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và càng hạnh phúc nha. Hôm nay em có làm món giò thủ với chiên bánh xèo đó, và cả nhà mình hãy theo dõi và ủng hộ em bằng cách nhấn like và share nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Nhà mọi người hãy xem em làm nha. Đây là món giò thủ nè, giò thủ là tại thịt giò tôm này em chuẩn bị để em chiên bánh xèo nè cả nhà. Đó, em đã chuẩn bị sẵn hết rồi, em làm giò thủ xong rồi em sẽ chiên bánh xèo liền. Đây, lâu quá không có ăn đó, thành ra cũng thèm, không có ăn, thành ra em mới làm bánh xèo em ăn thôi. Đó, giá sẵn hết cái này em chuẩn bị để em làm giò thủ. Đây em có mua một cây lá cách nè, có mấy cây có mấy lá à, chút xíu em sẽ cuốn với bánh xèo ăn ăn vài lá cho đỡ thèm thôi đó. Bây giờ cả nhà mình hãy theo dõi em làm nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Cái lò này là mỗi khi em nướng thịt đó cả nhà, bạn biết không, mỗi khi em nướng thịt bằng cái lò này nè, thành ra bây giờ trời tối em ra ngoài em làm, em lấy cái lò nướng thịt này em làm luôn, cả nhà mình hãy xem nha. Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn nha, em sẽ làm món giò thủ trước. Khi giò thủ xong rồi á thì em sẽ chiên bánh xèo. Ở nhà biết không, tại vì ở giờ này ở trong trong nhà cũng hơi tối đó, giờ này cũng là 7 giờ chiều rồi, 7 giờ chiều rồi, thành ra cũng trời cũng hơi tối rồi, thành ra thôi mình làm ở ngoài này thì cho nó sáng cho cả nhà mình xem cho nó dễ chút xíu. Mình để dầu ăn vô, giờ này có gió quá. Lò nướng thì nó xài bằng ga đó cả nhà, lò nướng thì xài bằng ga, thành ra mình xài ở ngoài này luôn được không sao. Dầu nóng thì em sẽ bỏ cái giò thủ vô em xào. Giò thủ thì hồi sáng em đã ướp rồi, ướp hồi sáng bây giờ cũng thấm, em có ướp củ hành vô đây, em có ướp củ hành vô đây với nước mắm với muối với xíu dầu mè, xíu dầu mè với xíu bột nêm. Mình cứ làm theo khẩu vị của mỗi gia đình nha cả nhà, tại vì em gia đình em ăn như vậy đó, mình ra cũng quen đó. Bây giờ chảo nóng thì mỏi dùng xào, mở lửa lên chút xíu, lửa chưa có nóng lắm, mở lửa lên xíu, nãy tôi quên làm con lửa nè, để nằm hồi cái gì mình tắt lửa mình mở lên lại. Giờ này làm trong nhà thì tối quá, mình ra đây làm cho nó sáng, mà cái bàn này thì nó hơi cao quá, đầu chỗ này bàn hơi cao. Chín hơi lâu chắc em chiên bánh xèo luôn lượt luôn quá, để làm thử coi có được không, làm một lúc hai thứ luôn thử có được. Bây giờ ở đây em để cái hành
chiên xong một cái bánh xèo này mình phải dọn vô trong rồi giờ tối rồi cả nhà. Trời mau tối lắm. Nó tính làm ở ngoài nhà cho sáng, ở trong nhà tối quá mà giờ đi. Ra này trời mau tối quá. Mà không kịp. Thôi xong rồi mình bỏ cái nấm mèo vô. Bỏ nấm mèo vô mình xào chung. Xào chung rồi gần chín rồi bắt đầu mình nêm nếm lại nha. Mình nêm nếm coi coi vừa khẩu vị với mọi của mỗi gia đình mình đó. Mình chiên xong một cái bánh xèo này dọn chiên vô cái tâm. Bây giờ em sẽ gói cái giò thủ cho cả nhà mình xem nha. Các anh chị hãy coi coi em làm cái giò thủ này như thế nào nha. Bốn cái lỗ tai heo với một cái lưỡi, một ít thịt là em làm được ba cuốn như vậy. Em sẽ chừa lại một chút xíu thịt, tại vì mấy ở nhà mấy bé thích ăn cái xào này nè. Mỗi lần Tết là em xào là phải chừa ăn miếng vậy đó. Chừa ăn miếng mấy đứa nhỏ nó ăn, nó thích lắm. Không có cần chặt chặt lắm nữa mình. Không cần phải chặt lắm. Mình mới quấn thêm một lớp phía ngoài này. Phía ngoài thì cho nó giữ, nó không có bị sền rồi đó. Mình kiếm nó lỗng bọc. Cái như vậy nó không có bị lỗng bọc. Mà em sẽ cột dây thun nó lại. Mình cột từng đoạn giống như bánh tét vậy đó. Cho nó chặt lại. Phía ngoài thì không có ảnh hưởng gì đó, phía trong chân cả nhà đừng có lo nha. Này cột dưới mà cho nó chắc rồi, không có ảnh hưởng gì phía trong hết. Mình cột trên một cái thôi, xuống cho nó chặt. Khi mà không có lá chuối thì gói tạm là như vậy. Đó, em làm được 3 cuốn. 3 cái như vậy. Không cái nào đều nữa nào hết trơn. 3 cái không cái nào đều hết. Đây. Được 3 cái. Đó, mấy em ăn làm á mấy bé ăn lẹ lắm. Ba cái này làm ăn chắc cỡ chưa tới 2 ngày đâu là hết rồi. Ăn nhanh lắm. Và bây giờ em tiếp tục chiên bánh xèo tiếp nha các bạn. Mọi người chiên bánh xèo bằng chảo gang rất nhiều, đúng không? Có dịp đi về Việt Nam mình sẽ mua các chảo gang rất nhiều.
liền cái nước giòn. Lâu lắm ăn mới xào lại ăn ngon quá. Mình
ngon quá. Like và share chia sẻ nha cả nhà, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.